Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 23 tháng 12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc Đinh Văn Bảo dẫn đầu đoàn công tác thành phố Châu Đốc đến thăm tặng quà và chúc mừng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Châu Phú B, phường Vĩnh Mỹ và xã Vĩnh Châu, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nhân đại lễ đảng sinh lần thứ 102 của Đức Quỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo 25 tháng 11 kỷ mùi 25 tháng 11 tân sửu. Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo thành phố Châu Đốc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc Đinh Giang Bảo gửi lời chúc mừng đến các ban trị sự, các vị chức sắc và tín đồ Phật giáo hòa hảo đón đại lễ đảng sinh an toàn, tiết kiệm và đầm ấm. Đồng thời, lãnh đạo thành phố luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của bà con tín đồ Phật giáo hòa hảo, nhất là trong công tác an sinh xã hội thời gian qua. Thời gian tới, trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo thành phố Châu Đốc, mong các ban trị sự và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, các phường xã trong thành phố Châu Đốc tiếp tục phát huy phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần xây dựng đời sống kinh tế xã hội của thành phố ngày càng phát triển.